Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm clip về chim bồ câu nha mọi người. Chim cu hay phải của chim cu mọi người. Đây là chim mình mới nuôi được một năm nay mọi người nha. Cái này giống chim khách nha mọi người. Thấy nó cu nhiều mọi người. Tí nữa mình sẽ lấy ra nha mọi người nha. Đây mọi người, mình đã bắt nó ra ngoài đây mọi người nha. Mình cột cái chân nó sợ nó bay nha mọi người nha. Giờ chim này nó chưa thuần cho lắm mọi người ạ. Mình sẽ thuần nó cho nó màu dạng người nha mọi người nha. Chim này mình nuôi từ nhỏ nha mọi người nha. Chim non nha mọi người nha. Rồi mình sẽ dừng clip ở đây nha mọi người nhé. Nếu video không hay thì xin mọi người đừng chê nha mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã đón xem nhé. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ nha mọi người nhé. Đây, bye mọi người nhé.